Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới được đánh giá là diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư, thì sự chống phá của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị đối với đảng và nhà nước ta càng điên cuồng, quyết liệt, đặc biệt là qua Internet và mạng xã hội. Vậy thì tính nghiêm trọng của thực trạng này là như thế nào và chúng ta cần làm gì để có thể đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, đập tan các âm mưu phản động một cách chủ động, hiệu quả? Xin mời quý vị cùng đến với phần bình luận của phóng viên Quang Anh. Xin mời Quang Anh. Vâng, xin cảm ơn chị. Xin kính chào quý vị khán giả. Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển Internet nhanh nhất thế giới và với tốc độ ứng dụng và phát triển Internet ngày càng tăng thì cũng tiềm ẩn những yếu tố đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Mà điển hình là tình trạng các thế lực thù địch phản động sử dụng mạng viễn thông Internet để tuyên truyền, đưa thông tin thật giả lẫn lộn nhằm phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, kích động biểu tình, gây rối, bạo loạn với mục đích không đổi là xóa bỏ chế độ, sự lãnh đạo của Đảng, chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cộng sản không xứng đáng là người cầm quyền lãnh đạo đất nước. Cộng sản không xứng đáng là người cầm quyền và lãnh đạo đất nước. Cộng sản không xứng đáng là người cầm quyền và lãnh đạo đất nước. Phải phế truất cộng sản đi. Đá đảo cộng sản tham nhũng. Phải phế truất cộng sản đi. Và theo dõi qua các phương tiện thông tin đại chúng thì có thể thấy, trong vài năm trở lại đây, lực lượng chức năng qua công tác điều tra đã phát hiện và đưa ra xét xử hàng loạt đối tượng về âm mưu tuyên truyền chống phá nhà nước, lật đổ chính quyền, và điển hình là việc lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Nguyễn Danh Dũng cách đây vài ngày. Theo thông tin của chúng tôi đã nhận được thì Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Danh Dũng, trú tại phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, người đã có hành vi đăng tải, phát tán hàng trăm video có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước trên mạng Internet thông qua các tài khoản tự lập, tự quản trị và tự điều hành trên YouTube và các trang mạng xã hội như là Facebook, blog. Đáng nói là những loại thông tin xuyên tạc bịa đặt này lại thu hút số lượng người xem rất lớn và được phát tán với tốc độ chóng mặt. Thậm chí có những video độc hại do Dũng tải lên đã thu hút được hàng chục triệu người xem. Với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, Nguyễn Danh Dũng có thể sẽ phải chịu khung hình phạt lên đến 7 năm tù giam. Đây được đánh giá là loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, đối tượng phạm tội có trình độ về công nghệ thông tin với nhiều thủ đoạn đối phó gây khó khăn cho quá trình điều tra. Cùng với đó thì bằng cách tận dụng các phương tiện thông tin truyền thông, không gian mạng, các lực lượng phản động, thù địch không chỉ dừng lại ở việc xuyên tạc bôi nhọ lãnh đạo Đảng, nhà nước, mà chúng còn đang tích cực khoét sâu và thổi phồng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, môi trường, an sinh xã hội. Trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, để từ đó phê phán và đổ lỗi cho Đảng. Và những hành động của Nguyễn Danh Dũng vừa qua và hành động của những kẻ phản động tương tự được đánh giá là độc hại, nguy hiểm, gây nhiễu loạn thông tin, hiểu nhầm, tác động tiêu cực tới niềm tin của nhân dân, thậm chí ngay cả với một bộ phận cán bộ đảng viên với Đảng, nhà nước. Chúng ta thấy nó rất độc hại, rất nguy hiểm, bởi vì nó dễ làm cho người ta lẫn lộn, đúng sai. Sự thật là vì mục tiêu phá rối và chống lại cái sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Những cái nguồn thông tin đấy, nó cái sức lan tỏa của nó lại rất là lớn. Mà những cái trái chiều thì bao giờ nó cũng bị ảnh hưởng sâu trong xã hội hơn. Nó gần như là một cái công phá, làm ảnh hưởng, suy sụp lòng tin trong nhân dân. Trong thời điểm này, các thế lực thù địch coi Việt Nam là một trong trọng điểm để nó tiến hành cái âm mưu diễn biến này. Mà diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng và công cụ nó đang lợi dụng. Hiện nay nó sử dụng mạnh nhất đó là hệ thống mạng. Nó chỉ là một cái thủ đoạn, tức là nó like tất cả các cái mạng xã hội ở nước ngoài đấy. Và nó lấy tất cả các luận điệu ấy, nó lại biên tập lại, nó tung lên thành cái mạng của nó. Mà lan truyền mà chỉ trong có mấy ngày, bao nhiêu cái người truy cập. Đúng là ảnh hưởng rất lớn, nguy hiểm. Với cái thời đại công nghệ thông tin thì cái tuyên truyền đúng hay không đúng đều có cái tốc độ lan truyền rất nhanh. Thì kẻ thù của chúng ta dùng công nghệ thông tin để đưa ra những thông tin giả, những thông tin không đúng sự thực để làm cho nhân dân ta, đặc biệt là một bộ phận
nhân dân mà đang có những cái tâm tư thắc mắc thì hoang mang, và từ hoang mang đó dẫn đến thiếu niềm tin đối với đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã khẳng định những thông tin xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch cùng sự lơ là, mất cảnh giác của một số cán bộ đảng viên đang là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tình trạng này có thể còn dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Do đó, việc phá án thành công, mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội nguy hiểm của Nguyễn Danh Dũng, đồng thời đề xuất xử lý nghiêm các đối tượng này đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của dư luận. Là đi sai đường lối của Đảng và nhà nước thì phải đề nghị là các cấp như vậy là lãnh đạo của trên cũng như ngành công an xử lý nghiêm minh. Đề nghị đối với cả các cơ quan quản lý nhà nước là có cái quản lý rất chặt trên cái hệ thống mạng, và đồng thời khi mà chúng ta tìm ra, phát hiện những cái đối tượng mà thông tin sai sự thật hoặc có bôi nhọ, bôi xấu cái chủ trương các đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước hoặc cái chủ trương đường lối lãnh đạo Đảng nhà nước thì chúng ta phải xử lý rất nghiêm, công khai cái việc xử lý đó để cho cán bộ nhân dân biết rằng là những cái thông tin đó là những thông tin sai lệch. Muốn chống được, đòi hỏi những cái gì công khai được với nhân dân thì Đảng nhà nước thông qua các phương tiện thông tin báo chí công khai cho dân biết, vì đấy cũng là một hình thức để thể hiện dân làm chủ. Và khi dân đã biết được rõ những đường lối chính sách của Đảng và nhà nước thì những thông tin xấu khó có điều kiện mà thâm nhập vào họ. Tại hội nghị quán triệt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 mới đây thì theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ tính trong 7 tháng đầu năm nay đã phát hiện và đấu tranh ngăn chặn hơn 12.000 loại tài liệu chiến tranh tâm lý, phản động, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả 16 chiến dịch kích động biểu tình kêu gọi trả tự do cho cái gọi là tù nhân lương tâm, nhà dân chủ yêu nước và hàng ngàn tài liệu, tin bài có nội dung phản động trên 280 trang web, blog và mạng xã hội. Do đó, việc đấu tranh phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng, đặc biệt là các đối tượng đã nhiều lần phạm tội về tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá nhà nước, lật đổ chính quyền là hoạt động đã được đặc biệt chú trọng trong thời gian qua. Mới đây, thì Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo Trần Anh Kim, sinh năm 1949, trú tại thành phố Thái Bình, và Lê Thanh Tùng, sinh năm 1968, trú tại xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Anh Kim 13 năm tù giam và Lê Thanh Tùng 12 năm tù giam. Được biết, vào tháng 1 năm 2015, đối tượng Trần Anh Kim ra tù về địa phương thi hành án quản chế. Và trong thời gian này, Trần Anh Kim đã câu kết móc nối với một số đối tượng phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước, trong đó có Lê Thanh Tùng, để thành lập tổ chức phản động với danh xưng Lực lượng Quốc dân dựng cờ dân chủ, do Trần Anh Kim là chủ tịch, Lê Thanh Tùng là phát ngôn nhân. Mục đích của các đối tượng là công khai viết bài xuyên tạc sự thật, chống nhà nước, phát tán trên mạng Internet, đấu tranh kêu gọi xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hình thành đa nguyên đa đảng. Và với những ý kiến của các tầng lớp nhân dân mà chúng tôi đã ghi nhận, cũng là ý kiến của đại đa số quần chúng về việc cần có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với các hành vi xuyên tạc, phản động, thể hiện một thái độ cứng rắn, răn đe đối với các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị, tiếp tục khẳng định pháp luật, nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ không dung túng những kẻ bịa đặt xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, của nhà nước, xâm phạm đến lợi ích quốc gia, đến danh dự, uy tín của Đảng và thậm chí là... Phế xuất công sản đi. Phế xuất. Đá đảo công
cộng sản nó khiếp dân lại. Phế truất cộng sản đi. Phế truất. Đá đầu cộng sản tham nhũng. Hội nghị Diên Hồng xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Kính chúc quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Dân tộc Việt Nam sớm được tự do, dân chủ. Kính xin quý vị nhấn vào đăng ký để biết được tin tức thời sự video mới nhất. Hẹn gặp lại trong những bài đọc kế tiếp.